Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tema Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái testnet của mạng lưới là Tyco ở Alpha 5 nha các bạn. Thì hiện tại thì mạng lưới testnet của Tyco đã ra mắt chương trình là Alpha 5. Và thì nó hợp tác với lại là ZK Prime để chúng ta đó là làm hoàn thành dịch vụ. Thì đối với ZK Prime này thì có cái task đó là Panera. Thì trong cái nhiệm vụ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ claim chuyển cái NFT Panera sang mạng lưới Tyco. Thì đây là cũng là một cái NFT của mạng lưới Tyco cuối cùng trong cái chiến dịch của Panera King của ZK Prime nha các bạn. Đấy, thì cũng đơn giản thôi các bạn. Ok, thì về việc thì đây là cái NFT cuối cùng. Thì sau khi anh em hoàn thành xong thì anh em sẽ đợi nó duyệt nhiệm vụ trong vòng 48 giờ. Thì đâu đó khoảng là 2 ngày nha. Đấy. Thì trước đây thì 1 tháng trước thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người làm ở Alpha 4 hết rồi. Đấy, thì bây giờ các bạn tiến hành là làm tiếp là Alpha 5 của mạng lưới Tyco. Ok, thì đầu tiên của các bạn cần làm đó là các bạn cần phải là Bright ETH từ mạng lưới là Sebolia Testnet sang mạng lưới là Tyco Alpha 5. Thì Alpha 5 thì cái mạng lưới Testnet nó có tên đó là Yonex nha, Yonex Testnet. Đó, nó có tên như thế này. Thì cái mạng lưới mới cho nên là chúng ta cần phải add thêm cái thông số mới. Đấy. Thì đầu tiên của các bạn cần làm đó là các bạn trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Sebolia Testnet nha. Thì trên ví MetaMask của các bạn bật cái phần là hiển thị các mạng thử nghiệm này, rồi các bạn chọn cho mình đó là mạng lưới Sebolia Testnet. Đấy. Đối với bạn nào mà chưa có ETH trên mạng lưới Sebolia Testnet để làm phí giao dịch thì các bạn có thể là vào các đường link file kẹt mình để dưới phần mô tả video. Để các bạn là file kẹt nha. Đấy. Các bạn chỉ cần vào đây rồi các bạn login bằng cái tài khoản Google của bạn vào, rồi các bạn dán cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào cái ô này thôi nha. Các bạn chỉ cần là copy lại cái địa chỉ ví MetaMask rồi các bạn dán vào cái ô này, rồi các bạn nhấn vào xác thực captcha. Rồi các bạn là nhấn vào nút là send me ETH thì nó sẽ send cho các bạn đó là 0,5 là ETH Sebolia Testnet cho các bạn để các bạn làm phí giao dịch. Đó. Ok, thì sau khi các bạn đã có ETH ở trên mạng lưới Sebolia rồi thì các bạn vào đường link Bright dưới phần mô tả video, đó là bright.yonex.tyco.xyz này. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút là Connect Wallet. Rồi các bạn chọn cho mình đó là MetaMask. Sau đó thì các bạn connect với lại cái ví MetaMask ở trên mạng lưới Sebolia nha. Đấy. Thì sau khi các bạn connect với lại cái mạng lưới Sebolia xong thì ở đây thì các bạn chọn cho mình nó sẽ hiện ra đó là Sebolia này, đầu tiên là Sebolia này nha. Và select chain có nghĩa là Bright từ Sebolia select chain sang cái mạng lưới là Yonex. Đấy, ở bên đây thì các bạn chọn cho mình đó là Yonex của Tyco Alpha 5. Đấy. Còn phần Bright thì các bạn chọn cho mình đó là ETH, các bạn giữ nguyên giúp mình. Thì các bạn trên ví của các bạn đang có bao nhiêu ETH ở trên mạng lưới Sebolia thì nó sẽ hiển thị ở đây cho các bạn thôi. Tiếp theo đó thì các bạn điền là số lượng Bright. Thì tối thiểu là các bạn Bright là 0,01 ETH nha. Thì các bạn có thể là Bright khoảng là 0,02 hoặc là 0,05 gì đó, tùy các bạn thôi nha, 0,05 đó. Rồi sau đó thì cái nút Bright nó sẽ hiện ra cho các bạn. Thì các bạn nhấn nút là Bright. Ok, sau đó thì các bạn xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Thì đây là testnet cho nên là các bạn cứ tham gia thoải mái thôi các bạn. Thì sau khi các bạn trả phí giao dịch xong thì các bạn đợi trên mạng lưới testnet nó xác nhận nha. Nó xác nhận xong thì cái số lượng ETH này nó sẽ qua cái mạng lưới là Yonex Alpha 5 của Tyco thôi. Ok, thì sau khi mạng lưới nó xác nhận xong, các bạn có thể là kiểm tra ở bên cái mục
Đó là một là transition. Thì bên mục transition này các bạn sẽ thấy được cái link mà các bạn vừa browse nha. Và nó sẽ hiển thị cái nút claim. Tuy nhiên thì các bạn không cần claim đâu nha. Tuy nhiên thì các bạn không cần claim đâu. Các bạn đợi khoảng là vài phút thôi. Khoảng là từ 3 đến 5 phút thôi thì cái số lượng ETH này nó sẽ tự động có ở bên là mạng lưới Ionic cho các bạn thôi. Đấy. Ok, thì quay trở lại với cái Bright thì để thêm cái mạng lưới đó là Ionic Alpha 5 Tycho này. Thì các bạn nhấn vào đây, các bạn chọn một Bright lại này. Rồi ở phần From này, chỗ phần chuyển từ mạng lưới nào á, các bạn nhấn vào. Các bạn chọn lại cho mình cái mạng lưới đó là Ionic L2, các bạn nhấn vào. Thì sau khi các bạn nhấn vào xong thì cái ví MetaMask của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nó yêu cầu các bạn đó là thêm cái mạng lưới là Tycho Ionic Alpha 5 này và ví MetaMask của các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhấn nút phê duyệt, chúng ta thêm cái mạng lưới này vào thôi nhé. Đó, phê duyệt này đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút là chuyển mạng đó, chúng ta chuyển sang cái mạng lưới Ionic luôn. Rồi sau đó thì các bạn mở cái ví ra để các bạn kiểm tra thôi là các bạn đã nhận được ETH nhá chưa nha. Ok, mình nhận rồi nè. Hồi nãy mình có Bright là 0,1, bây giờ mình Bright thêm 0,05 nữa là 0,15 này. Đấy, mình vừa nhận được rồi, khá là nhanh thôi các bạn. Ok, đây mạng lưới Ionic của Tyco đây đó. Ok, thì đó là về việc Bright. Thì tiếp theo đó thì cái nhiệm vụ tiếp theo đó là nó yêu cầu thì trên nền tảng là Bandora Tyco Ionic Alpha 5 Testnet này, nó sẽ yêu cầu một nhiệm vụ. Đó là nó yêu cầu chúng ta đó là Bright một NFT Bandora ở trên ZK Bright từ một mạng lưới bất kỳ sang mạng lưới là Tyco Ionic Alpha 5 Testnet này. Đó. Thì bây giờ các bạn chỉ cần là quay các bạn vào đường link dưới phần mô tả video. Đó là trang ZK Bright sẹt loyalty này. Thì chúng ta là connect với lại cái ví ở mạng lưới BSC nha. Thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi lại mạng lưới BSC Mainnet. Ok, các bạn chuyển đổi lại mạng lưới BSC Mainnet nha, BNB Chain đấy. Đây, BNB Chain đây. Thì các bạn cũng cần phải có, để làm cái nhiệm vụ này các bạn cũng cần phải có là cái đồng BNB để chúng ta là trả phí gas nha. Đấy, thì về trả phí gas trên BNB cũng khá là rẻ thôi các bạn, đấy khoảng không phẩy mấy đô thôi, 0,1 0,2 đô thôi đó. Và sau đó thì các bạn quay trở lại với trang ZK Bright này, các bạn connect ví này. Sau đó các bạn xin ký luôn nha. Ok. Thì sau khi các bạn connect và xin ký xong thì đối với cái phần đó là Bandora King này, trước đây mình đã hướng dẫn mọi người claim rồi. Thì trước đó bạn nào mà đã claim rồi, claim đầy đủ rồi nhá, thì bây giờ các bạn chỉ cần là đi tiến hành Bright thôi. Đó, đi tiến hành Bright thôi. Thì ok. Còn đối với bạn nào mà chưa claim thì các bạn có thể là vào cái phần đó là loyalty này. Các bạn kéo xuống bên dưới ở cái mục đầu tiên đó là Bandora này. Đấy, các bạn nhấn vào các bạn claim thôi. Đấy, trong đây nó hỗ trợ là 4 chain, đó là BSC này, Matic này, mạng lưới Celo này, với lại là mạng lưới là CoDAO. Đấy. Thì các bạn chỉ cần là bạn nào mà chưa min thì các bạn min thôi. Thì bốn mạng lưới thì mỗi mạng lưới nó sẽ cho các bạn min tối đa đó là 6 NFT. Tuy nhiên thì trước đây chúng ta các trước đây chúng ta đã làm ở cái nhiệm vụ là Bandora King đó, cho nên là chúng ta đã claim hết rồi. Đấy, và chúng ta cũng đã buy hết rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần là vào lấy những cái NFT mà chúng ta đã buy đó, chúng ta buy sang mạng lưới Tyco là xong thôi nha. Còn đối với bạn nào mà chưa claim thì chọn mạng lưới BSC này, nó có logo này, các bạn chọn mạng lưới BSC đầu tiên này. Rồi các bạn cứ nhấn vào nút claim, rồi các bạn trả phí, các bạn claim cái NFT này về thôi. Đó, hiện tại thì mình tại vì địa chỉ ví mình claim đủ 6 NFT rồi cho nên là nó hiện là limit này, claim limit này, đó. Tối đa là 6 NFT cho mỗi mạng lưới thôi các bạn. Đó. Ok, thì sau khi các bạn đã có cái NFT này rồi thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục là ZK NFT.
Ok, các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục là ZKNFT. Đâu rồi, đây. Chọn ZKNFT. Sau đó thì ở phần import này các bạn nhớ giữ nguyên đó là mạng lưới mainnet giúp mình nha. Đấy. Sau đó thì phần là sender blockchain này thì các bạn nhấn vào, các bạn chọn cho mình là mạng lưới BNB chain. Mạng lưới BNB chain. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái dòng đó là import my NFT. Thì nó sẽ hiện ra những cái NFT bundle ra trên mạng lưới BSC mà trước đây các bạn giữ, nắm giữ và đang bride nha. Đấy, thì những cái NFT có chữ bundle ra thì các bạn có thể là chọn một những NFT đó bất kỳ. Chọn những NFT bất kỳ có tên bundle ra là được thôi nha. Đấy, thì ở đây mình có cái, mình sẽ lấy cái NFT đầu tiên, mình chọn NFT đầu tiên này. Mình chọn này. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút là confirm nha. Sau khi các bạn nhấn nút chọn xong thì các bạn nhấn nút là confirm. Đấy. Rồi các bạn nhấn vào phần là confirm inbox. Đấy, nó sẽ hiện ra cái NFT Bandera Ego Den này như thế này. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn nút next thôi. Đấy, sau đó thì ở phần là bước thứ hai nó yêu cầu các bạn là select recent blockchain, có nghĩa là chọn mạng lưới nhận lại cái NFT này. Thì các bạn nhấn vào select a network, rồi các bạn kéo xuống lúc bên dưới giúp mình. Đây, kéo xuống lúc bên dưới. Các bạn chọn cho mình đó là mạng lưới đó là Tyco Zonic Alpha 5 testnet nha. Các bạn chọn cái mạng lưới là Tyco Zonic này, Alpha 5 này. Các bạn nhấn vào. Đấy, thì đây là cái địa chỉ ví của bạn thôi, tại vì Tyco là một cái địa chỉ là một cái mạng lưới LVM thôi các bạn. Đấy, thì nó sẽ chung một cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn thôi. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút next. Tiếp theo là bước tiếp theo đó là approve. Thì phần approve với lại transfer này thì chúng ta cần phải trả phí giao dịch ở trên mạng lưới BSC nha. Đấy, thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn nút approve thôi, rồi sau đó thì các bạn xác thực giao dịch ở trên mạng lưới BSC. Đấy, phí thì đâu đó khoảng là phí approve khoảng là 0,03 đô BNB thôi. Ok, sẽ các bạn xác nhận app rồi. Thì sau đó cái nút transfer nó sẽ hiện ra cho các bạn. Thì các bạn nhấn nút là transfer. Đấy, rồi sau đó thì các bạn nhấn vào nút là continue. Rồi các bạn trả một ít phí giao dịch ở trên mạng lưới BNB nữa thôi. Thì phí Bride đâu đó khoảng là 0,54 đô BNB nha. Đấy, thì mình thấy cũng nó cũng khá là rẻ thôi. Các bạn xác nhận này. Ok, thì như vậy là mình đã claim. Tại sao nó tự động là hiển thị về cái phần ấy rồi? Đợi mình tí nha. Hình như là cái mình buy này là thông qua layer Zero nha. Buy là thông qua layer Zero cho nên là chúng ta không cần qua cái bước thứ 4 đó là bước claim đâu. Đấy. Còn đối với những cái mạng khác thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là cần phải là claim. Nó sẽ có cái bước claim nữa nha. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn chọn qua một history để các bạn kiểm tra là các bạn đã buy chưa thôi nha. Đây. Đây cái lệnh của các bạn này, các bạn chọn một history, các bạn sẽ thấy được cái lệnh là các bạn buy từ BNB chain sang mạng lưới Tyco Zonic Alpha 5 testnet này. Tuy nhiên thì hiện tại nó chưa xác nhận đâu các bạn. Nó hiện chữ sender transaction hash như thế này là nó chỉ mới duyệt ở trên mạng lưới BNB chain thôi. Nó chỉ mới duyệt trên mạng lưới BSC thôi. Khi nào mà ở cái phần lịch sử này này mà nó hiện ra cái dòng đó là resend transaction hash như thế này này. Đó, nó hiện ra hai cái dòng là resend, có thêm một cái dòng resend ở phần này nữa thì có nghĩa là bên mạng lưới Tyco của các bạn đã nhận được đó là cái NFT này nha. Đấy, thì đâu đó khoảng là 2 ngày. Đấy, price thì các bạn đợi khoảng là 2 ngày thì nó sẽ duyệt cho các bạn thôi. Đây là bên để mình check xem ở trên là layer Zero thử nó có transaction này không nha.
Không có các bạn ạ. Hình như là các bạn chỉ cần bright thôi thì nó tự qua thôi. Không có cái lệnh này. Ok thì hiện tại thì các bạn cứ bright thôi. Đợi mình tí mình thử. Glam. À có Glam các bạn ạ. Chúng ta cần phải yêu cầu Glam nha. Đấy. Nếu mà cái bước của các bạn này, các bạn lưu ý này. Nếu mà các bạn bright sang như mình hồi nãy đầu video á, các bạn bright sang Tyco Alpha 5 Testnet này mà nó không có cái nút đó là Glam như thế này này. Đó các bạn approve và transfer xong mà nó không hiện ra bước thứ 4 để Glam á. Thì các bạn chọn một history này. Đấy. Các bạn chọn một history thì các bạn sẽ thấy được cái lệnh của các bạn vừa Glam. Các bạn chỉ cần là copy lại cái phần đó là sender transaction hash, các bạn copy lại này. Đó, có biểu tượng copy các bạn copy lại. Sau đó các bạn chọn một redeem, cái mục redeem chính giữa đây này. Đó mục redeem. Sau đó các bạn bắt lại cái đợi mình tới. Đợi mình lót lại web đã. Đấy, các bạn chọn một redeem này. Rồi sau đó các bạn chọn select network này, các bạn chọn sender blockchain có nghĩa là từ BNB chain á, các bạn chọn BNB chain. Sau đó thì các bạn dán cái phần là sender transaction hash mà các bạn vừa copy vào đây. Rồi các bạn nhấn vào dòng là recover. Ủa? À cái vải trưởng các bạn ạ. Các bạn không cần redeem đâu nha. Các bạn không cần redeem đâu, mình nhận được rồi nè. Đấy. Để mình check lại trên layer Zero thử. Layer Zero cũng không có transition luôn. Ok thì các bạn cứ bright như vậy thôi nha. Các bạn không cần claim đâu. Các bạn cứ bright trả transition thôi là bên mạng lưới Tyco của các bạn sẽ nhận được thôi. Đó. Thì để kiểm tra các bạn có thể là chọn một là đây này, rồi chọn mạng testnet này. À, hiện tại nó chưa hỗ trợ, nó chưa hiển thị mạng Ethernet ở trên đây các bạn ạ. Chưa hiển thị, các bạn có thể là kiểm tra trong mục đó là mainnet này. Đây, các bạn sẽ thấy được cái phần là Bandera Eco Golden nha, ở bên mạng lưới Tyco. Đó nó cái hình logo của Tyco và lại là màu tím này nhá. Logo màu tím này là được thôi. Đó. Thì sau đó thì sau khi các bạn bright xong thì các bạn đợi vào gà xé các bạn claim NFT nha. Thì nó sẽ xét duyệt cho các bạn trong vòng là 48 giờ 2 ngày đấy á. Đấy cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người. Đó mọi người claim thêm boy ở trên ZK Bright. Nói như vậy là xong thôi các bạn. Ngoài ra thì bạn nào mà muốn lấy transition ở trên là Tyco á thì có thể là vào cái cầu này này. Đấy, cái cầu mà hồi nãy các bạn bright á, các bạn bright từ mạng lưới connect với lại tại mạng lưới Tyco Alpha 5. Đó rồi các bạn sử dụng ETH bên đó các bạn bright ngược về lại mạng lưới Cebolia thôi. Đấy. Còn bạn nào mà muốn ấy thì có thể là bỏ qua luôn cũng được. Này mới ra mắt cho nên là transaction chỉ mới 1,76k thôi. Này toàn transfer thôi các bạn. À, hiện tại thì nó có một swap luôn nè. Ok thì để swap thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video nha. Rồi các bạn nhấn nút là connect wallet. Sau đó thì các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới là Tyco Alpha 5 Zonit đó. Đấy. Thì sau đó các bạn sử dụng cái đồng ETH đang có trên mạng lưới Tyco Alpha 5 có tên là Zonit này. Đó. Thì các bạn swap thôi. Đó các bạn nhấn vào chọn một đồng tiền ảo này.
rồi chọn Choose a list. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút là select cái bool này. Đó, select thôi. Thì nó sẽ hiện ra ba cái đồng BLL hold với lại là TTKO. Thì các bạn chọn TTKO này. Rồi các bạn swap một lượng nhỏ TTKO sang ETH sang là TTKO thôi, swap này. Confirm swap này. Đấy, rồi các bạn xác thực giao dịch thôi. Đây là testnet cho nên là các bạn cứ tham gia thoải mái thôi. Còn về mainnet, tốn phí bên mainnet là chỉ có trên với cái Brave chúng ta, Brave NFT mới tốn phí thôi các bạn. Đấy thì sau khi các bạn swap xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận nha. Sau khi nó xác nhận xong thì các bạn có thể là vào cái mục chung 4 này, mục add liquid này. Đấy, rồi các bạn chọn cho mình cái cặp, đó là cặp mà các bạn vừa ấy chọn là cặp ETH với lại là cái đồng là TTKO mà các bạn vừa swap á. Đấy. Sau đó thì các bạn điền lại số lượng, các bạn nhấn vào nút mask của cái đồng là TTKO này thì nó sẽ tự động điền lại cân bằng pool cái đồng ETH này cho các bạn thôi. Sau đó thì các bạn add pro này. Add pro rồi supply để chúng ta là add cái pool thanh khoản của cái đồng này thôi. Đó. Nó yêu cầu các bạn giới hạn chi tiêu của cái đồng TTKO thì các bạn nhấn nút tối đa nha. Đấy, chữ tối đa này. Đấy, nó sẽ điền tự động điền lại cái số lượng token TTKO đang có trên ví của các bạn thôi. Đấy, phê duyệt này. Đó, add pro thôi. Đây mình kiểm tra ở trên gà xé của mạng lưới Tyco nó có nhiệm vụ mới không nha. Ok, các bạn app pro xong thì các bạn nhấn nút supply này, rồi còn phiên supply xác thực giao dịch thôi. Là các bạn đã swap với lại là add liquid thành công ở trên mạng lưới Tyco Alpha 5. Đấy. Về testnet thì các bạn chỉ cần làm vài lệnh thôi, không cần làm nhiều đâu. Đó, rồi các bạn đợi xác nhận giao dịch thôi. Đây, Tyco L3, Alpha 3. Alpha 3. Hiện tại chỉ có chưa không có gì hết cả các bạn. Kết thúc hết rồi. Trên Alpha 5 thì hình như là Alpha 5 này nó chỉ có test ở trên ZK Bright thôi, trên gà xí không có đâu nha. Thì nếu sau này nó có thì mình sẽ update cho anh em làm thôi. Okay, cái nhiệm vụ này đợi nó duyệt thôi các bạn. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào cái testnet của mạng lưới Tyco Sonic Alpha 5 và kèm theo là hướng dẫn các bạn là sang retract tích trên Zk Prime luôn nhé. Tại vì nó banner với Zk Prime thì chúng ta tiện làm sang hai cái drop của hai nền tảng luôn. Đấy. Ok, thì như vậy là cái video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.